Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo quyền Phong Điền tổ chức đoàn đến giếng và dân hương tại khu di tích lịch sử chăn quá chiến thắng ông Hào tại xã Trường Long. Ông Đào Ngọc Chi, bí thư quyền quyền Phong Điền cùng lãnh đạo quyền các xã thị trấn và nhân dân xã Trường Long cùng dự. Tại đây, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, của quân đội nhân dân Việt Nam và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến công lao và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, của các thế hệ cha anh đi trước đoàn đã dân qua thắp hương trên đài. Di tích chiến thắng ông Hào là niềm tự hào của tiểu đoàn Tây Đô, của quân và dân Cần Thơ và Nguyễn Phong Điền. Cục ngày lãnh đạo Nguyễn Phong Điền cũng đến thăm hỏi và tặng quà cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự Nguyễn Phong Điền nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2021.